các bạn. Và những ngày cuối năm á, thì chắc chắn là chúng ta sẽ rất là phải lô bô với những công việc dọn nhà. Từ những cái đồ lặt vặt nhỏ nhỏ mình sẽ không biết được là mình sẽ cất ở đâu cho nó gọn gàng. Hay là những ngày Tết chúng ta có cái lịch là sẽ đi picnic cùng với gia đình, thì sẽ bỏ những cái đồ ăn hay là bỏ những cái đồ vật của mình ở trong xe hơi như thế nào cho nó gọn. Thì ngày hôm nay mình sẽ review đến các bạn một cái sản phẩm mà mình nghĩ rất là tiện lợi, bởi vì là vừa có thể dùng để đựng đồ mà có thể kéo được giống như là một chiếc vali vậy á. Cho nên là chúng ta có thể rất là tiện lợi cũng như là sắp xếp đồ đạc của mình một cách gọn gàng hơn. Bây giờ thì mình sẽ cùng nhau khám phá ha. Ở trên bàn của mình bây giờ đang có hai cái vali. Mình gọi là vali thôi chứ thật ra đây là thùng chứa đồ kết hợp với vali, với hai cái kích thước khác nhau. Cái kích thước ở trước mặt mình đây nè, nhỏ hơn là 35 lít là mình có thể đựng được cũng khá khá đồ cho một buổi picnic khoảng 7-8 người. Còn cái này là dành cho một đại gia đình, bởi vì là có sức chứa là tới 55 lít. Thì đối với cái hai cái sản phẩm vali này thì cái kết cấu, cái kích thước và cái chất liệu cũng tương tự như nhau thôi, cho nên là chúng ta chỉ cần nói sơ sơ thôi ha, chủ yếu là cái cách sử dụng như thế nào thôi mà. Nhìn á thì nó to đúng không, nhưng mà nếu như mà các bạn sử dụng á, mình gỡ cái nắp này ra đó, gỡ cái nắp này ra rất là gọn gàng. Sau đó là các bạn chỉ cần gặp lại, bởi vì là ở đây có một cái nút để các bạn có thể unlock và lắp lại. Rất là tiện lợi luôn, chỉ cần đẩy lên. Và bây giờ thì chúng ta đã có thể xếp lại. Nhưng mà trước khi xếp thì nhớ đẩy cái miếng này lên nha. Ở dưới này có một cái phần đáy á, đó. Xếp lại một cách rất là gọn gàng. Các bạn có thể bỏ vào những cái góc nhỏ trong bờ tường. Rồi nói chung là chỗ nào mà các bạn thấy trống chỗi các bạn bỏ vô vậy thôi à. Rồi sau đó cái gì này mà mình sử dụng, mình bung ra rồi mình lắp lại là đó, nó sẽ khóa lại như thế này. Cũng dễ sử dụng lắm. Ở trong này á, thì cái sức chứa là 35 lít như lúc nãy là mình đã giới thiệu đến các bạn. Và toàn bộ cái vật liệu làm nên cái sản phẩm này là nhựa PP, cho nên là các bạn sẽ rất là an tâm, bởi vì là đối với cái loại nhựa này thì sẽ rất là thân thiện với môi trường và bảo vệ sức khỏe cho các bạn rất là tốt. Ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là có những cái khớp nối. Những cái khớp nối này thì cũng đều được thiết kế bằng nhựa luôn, nhưng mà bên trong là sẽ có một cái khung thép nhỏ để có thể dễ dàng trong cái việc là chúng ta mở ra mở vô. Cho nên là yên tâm, không bị gãy đâu, lo nha. Ở đây là sẽ nhìn thấy có một cái tay cầm giống như là cái tay cầm của một chiếc vali vậy. Các bạn chỉ cần push nhẹ vào đây, đó là mình sẽ kéo lên. Cũng là một cái chiều cao khá là lý tưởng, phù hợp với người lớn cũng được. Nếu như mà các em nhỏ mình kéo thì đó, mình chỉ cần đẩy xuống, có hai cái kích thước để cho các bạn có thể nâng lên và hạ xuống để kéo vali đi. Ở phía dưới này thì các bạn sẽ nhìn thấy là có hai bánh xe và hai cái phần đỡ ở phía trước để cho vali của mình sẽ không có bị chạy, cũng như là có thể chắc chắn hơn trong cái việc là nâng đỡ sản phẩm của mình. Khi mà các bạn kéo đi thì chúng ta chỉ cần đặt nghiêng một chút xíu thôi, nghiêng khoảng 45 độ là mình đã có thể kéo đi rồi. Và bánh xe này được làm bằng một lớp cao su cũng khá là êm, cho nên là khi mà kéo thì mình sẽ không có bị nghe phát ra tiếng động gì cả. Cũng rất là êm ái, và cho dù là các bạn kéo ở cái địa hình như thế nào thì cũng rất là dễ dàng trong cái việc kéo đi. Tổng quan thì đây là một cái thùng cũng khá là tiện lợi. Nhưng mà nếu như mà mình đi picnic á thì các bạn sẽ rất là quan tâm về vấn đề là nếu mà bị đổ đồ ăn ra thì như thế nào đúng không? Thì mình sẽ rất là dễ dàng để lau chùi thôi, bởi vì là cái lớp nhựa ở bên ngoài á nó khá là nhám, cho nên nếu như mà chất bẩn mà dính lên thì các bạn chỉ cần lấy một cái khăn và sau đó là chúng ta chùi sơ đi, như vậy là đã sạch sẽ rồi. Cũng không quá khó khăn trong cái vấn đề là dọn dẹp và rửa. Nếu như mà các bạn đem vô rửa thì ở đây sẽ có những cái phần lỗ nhỏ để thoát nước ra bên ngoài, cho nên là sẽ không có sợ là bị ứ đọng nước bên trong và gây ảnh hưởng đến sản phẩm của mình trong quá trình sử dụng. Khi mà nhìn tổng quan lại thì các bạn sẽ nhìn thấy ở đây được thiết kế là có những cái lỗ thoát khí cũng như là những cái tay cầm để các bạn, nếu như mà chúng ta không sử dụng cái bánh xe để kéo thì mình có thể sử dụng đây nè, đó, thì mà đóng lại các bạn sẽ cầm ở hai cái phần khung này để có thể nâng lên hạ xuống cho nó dễ dàng hơn ha, cũng khá là tiện lợi. Và bên cạnh đó thì những cái lỗ này vừa là để tay cầm mà vừa là để có thể thoát khí ra bên ngoài, tránh cho cái trường hợp là đồ đạc của mình ở bên trong này bị ẩm mốc. Còn nếu như mà để đồ ăn thì cũng cần phải thoáng khí để cho đồ ăn của mình nó tránh bị hư. Về phần mình thì mình thấy đây là một cái sản phẩm cũng khá là tiện lợi.
gọn gàng, cũng có tính thẩm mỹ rất là cao. Nếu như mà các bạn để ở trong nhà thì mình có thể thay cho một chiếc ghế ngồi. Sau khi mà mình để xong á, để đồ xong á thì mình sẽ ngồi lên cái này. Bởi vì là đối với hai cái sản phẩm này á, thì cái trọng lượng có thể lên đến là 60kg á, nếu mà người lớn ngồi á. Còn đối với các em bé thì mình thoải mái ha. Và hiện tại thì sản phẩm đang được bán tại cửa hàng của Chiến Thành Mobile. Các bạn có thể nhanh tay mua và trải nghiệm sản phẩm. Còn nếu như các bạn có bất cứ một câu hỏi hay là bình luận gì thì có thể để lại ngay bên dưới phần comment, bên mình sẽ trả lời cho các bạn ha. Và đến đây thì video của mình cũng đã hết rồi. Các bạn hãy nhớ like và subscribe cho kênh video của Chiến Thành Mobile để tụi mình có thêm nhiều động lực làm các video tiếp theo nha. Bye bye.